Hello các bạn, bên công ty mình là công ty Mặt Ong Cao Nguyên, thì ngoài những cái sản phẩm đóng chai ra thì còn có một cái sản phẩm mà ít người biết đến, đó là cái sản phẩm mà đóng thùng các bạn. Những cái sản phẩm đóng thùng này thường là mình gọi là mật ong nguyên liệu các bạn, khi mà chủ yếu là phân phối, một là xuất khẩu, hai là bán cho những cái doanh nghiệp họ có nhu cầu, họ mua về họ làm nguyên liệu sản xuất, chế biến hay là sử dụng để phối trộn một cái sản phẩm thứ ba. Đấy, thì những sản phẩm như thế này thì bên mình cân ký và đóng thành quy cách, nó là một thùng của nó là 28 kg, tức là 20 lít các bạn. Thùng này thì nó sẽ niêm phong siêu luôn các bạn. Nếu mà muốn sử dụng thì người ta sẽ phải dịch cái siêu của cái nắp này ra, thì người ta có thể là đổ từ cái nắp này ra, hoặc là người ta có thể là phá từ cái siêu từ bên này. Đây có từ cái siêu này ra, họ dịch cái siêu vòng tròn này ra thì họ sẽ mở nguyên cái nắp ra luôn. Đó, thì quy cách bên này là 28 kg, tức là tương ứng với 25 lít theo đóng thùng theo chuẩn quốc tế luôn. Tại vì chuẩn quốc tế mà xuất khẩu thì nó có hai cái quy cách. Quy cách là thùng đóng phi 290 kg và thùng 28 kg. Đó. Thì đây là cái tem nhãn của nó đó các bạn. Tem nhãn thì có dư gồm có thông tin doanh nghiệp và tùy theo cái tên sản phẩm và khối lượng tịnh ha. Tùy theo cái tiêu chuẩn chất lượng khách yêu cầu khác nhau thì bên mình sẽ có những cái thông số tiêu chuẩn khác nhau, tương ứng cái bảng giá thành khác nhau các bạn. Đấy, tên sản phẩm ha. Brand name là Highland Bee, là Parking, là Plastic Room, là cái thùng nhựa này. Có số lot ha. Và ngày sản xuất và hạn sử dụng ha. Hạn sử dụng thì nó là 24 tháng và cái moisture là cái mà độ ẩm của thành phần mật ong các bạn. Tại vì cái độ ẩm này quan trọng lắm đấy, cái giá thành sản phẩm các bạn. Độ ẩm mà càng thấp thì giá thành của cái sản phẩm này càng cao các bạn. Đấy, rồi độ axit của nó tối đa cho phép là maximum nó là 6%. Và cái mật ở đây nguồn là mật, đó là mật đa hoa, gọi là polyflora honey, tức là cái loại mật mà người ta phối trộn nhiều loại hoa khác nhau. Thì cái trạng thái của cái loại mật này nếu mà bình thường thì nó là liquid. Nhưng mà đôi khi mà gặp những cái thời tiết mà lạnh thì có thể là crystal, là bị kết tinh các bạn. Crystal kết tinh ha. Đó, nguồn gốc xuất xứ ạ. Origin là Việt Nam ha. Color amber là cái này, đó là cái màu không phải là màu sáng, đó mà nó là giống một cái dạng mà nâu các bạn ha, vàng nâu các bạn ha. Đó, rồi tiêu chuẩn chất lượng bên mình thì đó là ISO 22000. Supply tức là cái hạn sử dụng của nó là 24 tháng ha. Về phụ gia thành phần trong cái này thì nó không có, nên Ructo and Gluco là cái này là cái gọi là đường khử á. Maximum của nó, tối thiểu minimum của nó là 65%. Và cái saccharose là cái đường mía đó, thì cho phép đối với cái mật ong mà tự nhiên á, thì tối đa chỉ được phép 5% saccharose thôi các bạn. Nếu mà trên 5% thì nó cái đó là có thể người ta đã tác động cho đường vào rồi, đường mía vào ha. Thành phần của nó là mật ong tự nhiên hoàn toàn. Và cái điều kiện storage lưu trữ của nó là 25-30 độ C ha các bạn. Đấy, đây là một thùng. Thì nếu mà một số hôm nay mình bắt đầu giao đây, tổng đây trên này là 25 thùng, thì mình đang giao cho một công ty dược nha các bạn. Bây giờ mình sẽ phải phủ nó lại, phủ cái bạt này lại, em quay cho anh em ơi. Tại vì do trời mưa nên mình sẽ phủ cái bạt lại, cầm đi, cầm cho giữ cái cố định này.
Rồi bây giờ là mình xong rồi các bạn. Đó, xong rồi đó. Hôm nay đi giao hàng thì có dẫn thêm cô thư ký đi theo các bạn. Bên mình thông thường mà đi giao hàng á là đầu bốc hàng lên thì bên mình sẽ bốc, nhưng mà đầu bốc xuống thì khách hàng phải có người. Nhưng mà do cái chỗ công ty này thì họ có yêu cầu là nhờ mình bốc xuống luôn các bạn. Rồi xong rồi các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu mua mật ong ha, cứ liên lạc với bên mình, bên mình tư vấn tận tình nha các bạn, đủ loại luôn các bạn. Đấy, kém đông quá, dồn qua bên kia đường, dồn bên kia đường rồi xe người ta tới sao được. Kẹt xe. Đằng nào ai cũng kẹt xe rồi. Mà ai cũng kẹt xe thì cái đúng mà đi chứ đi gì mà đi. Trời ơi. Đó, đấy chưa? Đi chạy qua bên kia đường đi đi ngược chiều của ta luôn. Đi tắt cổng, đi tắt đón đầu các bạn, đi tắt đón đầu. Đường tự nhiên có con lươn rõ ràng là mà không chịu, phải còn bước qua bên kia. Đây đây, bây giờ hỏi cho đây là những cái thành phần gây kẹt xe đây. Đẹp gái đẹp trai giờ. Đây đây, bây giờ người ta đã làm con lươn hết rồi. Giải phân cách cứng rồi, cuối cùng cũng trồi qua bên kia đứng được, thật tình khô luôn. Chả biết nhanh hơn được một chút xíu cũng bị ảnh hưởng hết bao nhiêu người. À, quá trời luôn nè, khúc này khúc nơi Tràng Long cách với đi với Phạm Văn Thụ nè, Quân với em Phan Đình Phùng nè. Sao đầu óc giờ chán ghê nè. Khá là lâu. Đầu óc giờ nha, là đi cả đống. Ba à, trời. Đã làm giải phân cách cứng rồi còn ráng chui qua bên đó. Đây đây đây.